Quang Minh xin kính chào toàn thể quý vị, chào quý khách hàng của Quang Minh. Lời đầu tiên cho phép Quang Minh xin kính chúc toàn thể quý vị, quý khách hàng, anh em nhà đầu tư cũng như là toàn thể anh chị em môi giới một lời chào trân trọng và một lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, Quang Minh đang có mặt ở xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Phía trước mặt mình đây là cái đường cây gõ nha các anh chị. Đây là đường cây gõ ha. Đường cây gõ. Thì mục đích Quang Minh làm cái video này để giới thiệu chào đến toàn thể quý vị mình một cái căn nhà vườn ha. Căn nhà vườn. Đây là cái hình ảnh thực tế căn nhà vườn các anh chị. Đây là cái mặt tiền ha. Nằm trên mặt tiền đường nhựa này. Cái đường này còn đi thăm nữa nha quý vị, còn đi thăm ha. Thăm thương rất là nhiều hướng. Ở đây là biệt thự nhà vườn ở trong đó khá là nhiều. Gần ngay trung tâm xã An Phú nha. Căn nhà này có tổng diện tích là 4.172 m, chiều ngang cái mặt tiền là 40 m nha các anh chị, 39 m² á. Trước tiên bọn mình review cái toàn cảnh xung quanh và cái tất cả cái chi tiết trong cái căn nhà vườn này. Rồi tí nữa Quang Minh sẽ quay cái cuốn sổ test quy hoạch cho các anh chị mình xem luôn nha. Các anh chị mình nhớ theo dõi hết video để mình biết cái thông tin quy hoạch luôn ha. Đó, chiều ngang theo cái mặt tiền đường nhựa này là 39 m² ha, gần 40 m. Bên tay trái là còn một miếng đất trống đây ha. Còn một miếng đất trống. Đối diện cũng là một cái nhà vườn khá là xinh, khá đẹp. Bây giờ Quang Minh mời toàn thể quý vị vào bên trong cái căn nhà vườn này để Quang Minh review chi tiết cho toàn thể quý vị mình cùng xem ha. Đi vào cái cổng bên tay phải là một cái nhà này hình tròn, có một bộ ghế đá để sáng ngồi điềm đạm uống cà phê, uống trà. Chiều thì có thể mình giải trí vài ba cốc bia cũng được anh chị, mát mẻ. Có hai chú nai vàng ngơ ngác. Cái nhà tròn này là một cái hòn non bộ. Đó, mình mới mở nước lên các anh chị. Hòn non bộ. Cái hòn non bộ này là làm hoàn toàn bằng đá tự nhiên các anh chị. Cái đá này thằng em nó mua ở ngoài miền Trung, xe vận chuyển vô. Xong vô đây là có xe cẩu đem lên, chứ có những cái tảng đá để phía sau á. Nó bự lắm, cho nên là xe cẩu phải đem vào các anh chị. Chứ sức người mình rinh không nổi đâu. Ở sau có mấy cái tảng đá bự mà dựng đứng kia cũng là đá tự nhiên luôn. Mua từ ngoài miền Trung đem vào. Vận chuyển từ ngoài miền Trung vào đây là cũng khá là công phu và cực khổ, cho nên mới được cái hòn non bộ khá là đẹp vậy nha các anh chị. Xin chào chú Trâu. Ba chú Trâu rất là dễ thương. Rồi bây giờ Quang Minh đi vào cái bên trong cái căn nhà này ha. Ở đây là khu dân cư luôn nha các anh chị. Có gì và quý vị nhớ xem hết cái video của Quang Minh để Quang Minh test quy hoạch luôn nha. Các anh chị mình đang xem kênh mà nếu ai chưa đăng ký kênh thì nhớ ủng hộ Quang Minh bằng một lượt đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo bên cạnh lên nha các anh chị.
Đây hình ảnh cái thực tế căn nhà này. Chủ gia này đang kẹt tiền cho nên cần bán, để lại tất cả các nội thất bên trong căn nhà luôn nha các anh chị. Nội thất gồm có một cái bàn ăn tròn và một cái bàn dài nè, một cái bộ gỗ, bộ dán gỗ, ba món ở bên đây nữa. Nội thất là chủ nhà để lại hết ha, này bằng gỗ hết nha các anh chị. Có hai cái bàn làm việc, bên đây là một cái bộ ghế sofa. Căn nhà này cũng khá là rộng các anh chị, có hai phòng ngủ, cũng có giường, có nệm, có nhà vệ sinh ở trong phòng luôn. Ở nhà vệ sinh trong phòng, phòng bên đây cũng giống nhau các anh chị, cũng y như phòng bên kia thôi. Có gắn máy lạnh rồi. Anh chị mình có nhu cầu thì sở hữu cái căn nhà vườn này để cuối tuần về mình nghỉ ngơi. Đây là cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh sử dụng chung. Trong hai phòng ngủ thì có hai cái nhà vệ sinh riêng. Đây là cái kho, kho chứa đồ. Cái này là cái bếp. Bàn ăn xây được luôn. Không gian cái nhà này khá là rộng các anh chị. Tổ chức tiệc tùng thoải mái luôn. Giờ bọn mình mời các anh chị mình ra phía sau. Khu này là cái khu để trồng rau sạch. Phía sau vườn của mình, nhà của mình là có một cái ao nha các anh chị. Chào chú Hu cao cổ. Nuôi vịt. Ao này chủ nhân thả vịt xuống nè. Cái nhà sàn trên cái ao, diện tích khoảng tầm 50 m2 á. Cái nhà sàn này đúc bê tông cốt thép kiên cố luôn nha các anh chị, đúc bê tông cốt thép luôn. Cái ao này thả cũng khá là nhiều cá dưới đây các anh chị, khá là nhiều cá. Cái độ sâu cái ao này là khoảng tầm tính từ mực nước thì nó sâu khoảng 1,5 m nha các anh chị. Nó dài tới phía sau. Chiều dài cái căn nhà này khoảng 100 m. Miếng đất của mình ở giữa nó có một cái
cái phần nở qua bên tay tay trái, chỗ đó là làm cái nhà kho các anh chị. Đây nở cái phần này ra nè, nó bung ra. Cái hình của cái lô đất thì góc cạnh thì nó cũng không được thẳng lắm ha. Có gì tí nữa Quang Minh quay cái cuốn sổ là nó thể hiện trên cái bản vẽ, các anh chị mình sẽ hình dung rõ hơn. Căn nhà sàn này ở trên lộp tôn nha các anh chị, lộp tôn. Một cái quạt trần để hai cái quạt trần. Còn mình thông tin lại là cái nhà vườn này có tổng diện tích là 4.172 m nha các anh chị, có 300 m đất thổ cư. Chức năng là khu dân cư ha, tí nữa Hoàng Minh sẽ test quy hoạch luôn. Thuộc xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngang cái mặt tiền căn nhà là 39 m mấy ha, gần 40 m. Xung quanh nhà có nhiều cây xanh, rất là mát. Tiếp theo Quang Minh mời các anh chị mình xem Quang Minh bay flycam quay từ trên cao xuống cho các anh chị mình hình dung cho nó chi tiết rõ ràng hơn tí xíu nữa nha. Bây giờ Quang Minh bắt đầu quay từ phía trước đi ra phía sau nha. Cái mái tôn đỏ đó là cái nhà sàn trên cái ao các anh chị. Cái ao này lúc trước là người ta làm cái mô hình là quán cà phê và câu cá giải trí. Cho nên là đào cái ao cũng khá là rộng. Xung quanh cái nhà vườn của mình là rất là sạch sẽ nha anh chị, không có mồ mả gì ha. Đây cái hình ảnh phía sau nè, không có mồ mả gì hết. Kể cả bên trái bên phải xung quanh gì là cũng đất trống chứ không có mồ mả gì hết. Xung quanh cái căn nhà vườn của mình là đã xây tường rào hết rồi. Giờ Quang Minh bay từ phía sau đi lên phía trước. Quang Minh sẽ bay ra cái hướng hướng sông Sài Gòn luôn cho các anh chị mình xem nha. Cái căn nhà này nó cũng gần cái mé sông Sài Gòn, gần sông nên khí hậu cũng mát mẻ. Ở cái mặt tiền nhà mình á, chiếc xe Quang Minh đang đậu đó. Quang Minh bay một vòng đi ra cái sông Sài Gòn cho các anh chị mình nắm bắt luôn. Căn nhà này vị trí là nó rất là gần với sông Sài Gòn. Sông Sài Gòn sau này nghe đâu là nhà nước làm một cái tuyến đường dọc theo sông Sài Gòn khá là lớn. Không biết khi nào mới khởi công đây. Khi mà nhà nước mà thực hiện khởi công cái đường dọc theo sông Sài Gòn thì Quang Minh nghĩ những cái vị trí đất mà xung quanh cái sông Sài Gòn đây là cái tiềm năng phát triển và trượt giá sẽ không ngừng các anh chị. Khi mà một cái cầu được làm hoặc là một cái con đường giao thông mà được mở rộng, được nâng cấp, được hoàn thiện, dân cư
tập trung về thì cái giá trị bất động sản quanh khu vực đó Quang Minh nghĩ là nó sẽ không ngừng tăng lên. Và một điều nữa là cái đường vành đai 3, Quang Minh có nghe thông tin là đường vành đai 3 là quý 2 của năm 2023 sẽ khởi công các anh chị. Hiện tại là đang ráo riết đền bù ha. Đang tiến hành cắm mốc để thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng để kịp cái tiến độ nhanh nhất để khởi công sớm nha các anh chị. Cho nên là trong thời gian giai đoạn này các anh chị mình nếu có định mua đất ở Củ Chi làm nhà vườn hoặc là mua nhà vườn có sẵn thì cái sản phẩm Quang Minh đang giới thiệu đây là một cái sản phẩm cũng khá là tiềm năng, không thể bỏ qua các anh chị. Đó, Quang Minh bay ra tí xíu là gặp cái sông Sài Gòn rồi. Những cái quỹ đất ở ngoài đây là các đại gia lớn là mua đất mẫu để dành ngoài đây khá là nhiều các anh chị, ít có trường hợp bán lại lắm, lâu lâu có ai cần tiền kẹt tiền mới bán thôi, chứ thực tế là họ mua người ta để dành. Ở ngoài đây là quy hoạch khu du lịch sinh thái nhà vườn nghỉ dưỡng này. Nó có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 rồi nha các chị, 1/2000 là khu du lịch sinh thái nhà vườn nghỉ dưỡng. Cho nên là Quang Minh khuyên các chị mình nếu mà có đầu tư đất thì cũng nên mua có cái quy hoạch chi tiết rõ ràng đất gì để sau này hạn chế vấn đề thay đổi quy hoạch các anh chị. Khi đã có quy hoạch chi tiết rõ ràng rồi thì ít có cái chuyện mà thay đổi lắm. Còn các anh chị mình mà mua đất ngoài khu dân cư, đất quy hoạch cây hàng năm, cây lâu năm thì hiện tại bây giờ là huyện không có cho đăng ký những cái quỹ đất đó để lên thổ cư đâu nha các anh chị. Không có cho đăng ký lên thổ cư thì tức nghĩa rằng cái đất đó mình cũng không có lên thổ cư được và cũng chả giải quyết được cái vấn đề gì. Đó là những điều Quang Minh muốn chia sẻ đến toàn thể quý vị. Đây Quang Minh quay cái cuốn sổ đây các anh chị, địa chỉ xã An Phú nè, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích là 4.172,5 m. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn 300, có 300 mét đất ở rồi. Còn lại là đất trồng cây lâu năm là 3.872,5 m. Thời hạn sử dụng đất trồng cây là 2045. Tới thời điểm này mình gia hạn là các anh chị, còn cái đất ở là thời hạn sử dụng là lâu dài. Đây cái bản vẽ hiện trạng đây. Trước căn nhà của mình là để là đường nhựa. Chiều ngang phía trước là 39,84. Đó lô đất mình nó cái hình thù nó y vậy nè các anh chị. Ở ngoài nó vô xong rồi nó chặt vô đây rồi nó ra rồi nó vô. Miếng đất này cái hình thù nó dít dắt tùm lum. Bên tay trái thì chạy vô 49 và gần 50 mét, bắt đầu nở ra, chạy xuống, nở ra, chạy xuống, bắt đầu vô. Cuối cùng ở phía sau là nó nhỏ hơn cái chiều ngang phía trước anh chị. Phía sau 21 mét 21 mét 59, đây 4 mét, đây 6 mét. Là 10. Đây cho 11. Ở phía sau khoảng 32 mét các anh chị. Phía sau 32 mét. Nói chuyện tí nữa còn mình đo trên cái file quy hoạch nó chính xác hơn. Đó, cái sổ nó như vậy nha các anh chị. Đất thổ cư 300 nằm đây nè, ngay chỗ mà mình xây nhà. Ngay chỗ mình xây nhà. Đây cái thông tin quy hoạch đây, Quang Minh đã test sẵn cái chi tiết 1/2000 này các anh chị. Chức năng của nó là khu sản xuất nông nghiệp kết hợp dân cư nông thôn, gồm đất ở nông thôn và đất sản xuất nông nghiệp. Đó, cái hình của cái lô đất này Quang Minh bắt vô đây, y như vậy luôn. Đường cây gõ đây. Đường cây gõ xong rồi mình chạy vô tới đây cái mình có cái được con đường nhựa này. Rẽ vô là căn nhà của mình nằm bên tay phải. Đây, mình cho anh chị mình xem cái ký hiệu của cái màu đó nè. Khu sản xuất nông nghiệp kết hợp dân cư nông thôn, gồm đất ở nông thôn và đất sản xuất nông nghiệp. Đáng lý Quang Minh
kiểm tra thông tin quy hoạch từ đầu đến cuối cho các anh chị mình xem, nhưng mà cái video cũng dài quá thôi, mình Quang Minh làm tắt, miễn các anh chị mình biết hình dung được cái biết được cái chức năng đất của mình là ok rồi đó. Cái này là khá chính xác nha các anh chị, này Quang Minh xem là chi tiết 1/2000 ha đó. Đất ở nông thôn và đất sản xuất nông nghiệp có hai chức năng đất trong đây. Cái hướng của cái căn nhà này hầu như là chính tây luôn các anh chị, gần như là chính tây luôn. Còn cái giá bán căn nhà này thì cách đây mấy tháng, cái lúc mà thời điểm đang sốt đất ở Củ Chi thì Quang Minh có làm cái video này rồi, thì lúc đó chủ kêu với cái giá là 17 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng các anh chị. Nhưng mà lúc đó cũng có nhiều khách hàng trả, nhưng mà chủ nhà cũng tiếc không có bán. Hôm nay cần tiền nè, thật sự là cần muốn bán gấp nè, cho nên là giảm giá xuống 2 tỷ các anh chị. Hôm nay chủ kêu với cái giá là 15 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng nha các anh chị. Mong rằng thông qua video này các anh chị mình sẽ yêu thích cái căn nhà vườn này ha. Và quý vị nhớ ủng hộ Quang Minh bằng một lượt đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo lên để cập nhật và nhận những cái video mới nhất từ kênh Bất Động Sản Quang Minh. Các anh chị mình nhớ gọi Quang Minh để Quang Minh dắt đi xem trực tiếp, hoặc là Quang Minh sẽ cung cấp cái thông tin sổ sách giấy tờ pháp lý qua cái Zalo cho các anh chị mình xem trước. Nếu ưng ý rồi là mình đi xem cụ thể luôn nha các anh chị. Tới đây Quang Minh xin kết thúc phần trình bày của mình, giới thiệu về căn nhà vườn 4172m thuộc xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những video tiếp theo.